Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã đến dự và chung vui trong ngày hội đại đoàn kết với người dân khu dân cư Khuê Đông 1, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng ghi nhận những kết quả đạt được của khu dân cư Khuê Đông 1 trong thời gian qua, qua đó góp phần đưa diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, đồng thời đề nghị khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, xanh sạch đẹp, chung sức xây dựng của Ngũ Hành Sơn nói riêng và Đà Nẵng nói chung ngày càng phát triển vững mạnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã trao quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn và trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho khu dân cư Khuê Đông 1 vì thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.